Là thành phố tỉnh lỵ của Quảng Nam, Tam Kỳ mang trong mình một vẻ đẹp riêng biệt và đậm chất đặc trưng của miền Trung nắng gió. Trong những năm gần đây, Tam Kỳ được coi là điểm đến hấp dẫn và lý thú dành cho du khách yêu thích khám phá, tìm hiểu về văn hóa và lịch sử. Những điểm đến hấp dẫn như di tích quốc gia Địa Đạo Kỳ Anh, Văn Thánh Khổng Miếu, quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, bãi biển Tam Thanh hoang sơ, thơ mộng với làng Bích Họa và con đường nghệ thuật truyền thống đầy sắc màu trở thành những nét chấm phá trên bản đồ du lịch Quảng Nam. Không dừng lại ở đó, Tam Kỳ còn có một loại hình du lịch mới có sức hút đối với nhiều du khách trong và ngoài nước. Đó là du lịch làng nghề. Sức hấp dẫn của du lịch làng nghề ở nơi đây không chỉ đơn thuần là được ngắm nhìn những sản phẩm thủ công, tinh xảo, được làm từ đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của người dân bản địa. Mà quan trọng hơn, du khách như tìm được cảm giác bình yên và khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống. Mang theo dòng Trường Giang uốn lượn giữa lòng thành phố Tam Kỳ tấp nập, bạn sẽ bắt gặp một xóm lò rèn vẫn ngày đêm đỏ lửa. Vượt qua những ngõ hẻm quanh co, âm thanh của phố thị dường như ngừng lại bởi tiếng gõ nhịp nhàng của búa, đe, tiếng đập sắt liên hồi. Là ông tổ khai sinh ra cái lò rèn Hồng Lơn. Ông là đang kháng chiến chống Pháp từ 45 đến 54. Ông đã từng nói là con bịt nòng súng, rèn mã táo để chống Pháp. Ông được nhà nước cách mạng là công nhận, ông là người có công với nước. Người dân ở đây đã quen với câu ca: chiến khu vũ khí của ta, Hồng Lư tên gọi thật là công nhân. Bởi từ thời xa xưa, Hồng Lư được biết đến là một địa điểm bí mật in truyền đơn, may cờ, dán băng, biểu ngữ, phục vụ các cuộc meeting, biểu tình đoàn dân sinh dân chủ trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Đồng thời cũng là nơi bí mật rèn vũ khí với số lượng lớn trang bị cho đội tự vệ cứu quốc. Cùng với lịch sử, những chiếc cuốc, búa, liềm từ đây đã góp phần làm nên những cuộc chiến thắng của quân dân Quảng Đà năm xưa. Trải qua bao thăng trầm, lò rèn Hồng Lư vẫn còn tồn tại cùng với thời gian, mặc cho ngày nay những sản phẩm từ nhựa đang chiếm ưu thế. Những tiếng búa cứ đều đặn, chắc chắn, những thanh sắt thô sơ cứ dần dần hình thành sản phẩm. Mỗi công đoạn đều mang hơi thở của sức lao động, dấu ấn của đôi bàn tay thô kệch nhưng cứng cáp của những người làm nghề. Tìm hiểu về nghề truyền thống rèn Hồng Lư, chúng ta mới thấy được nét đẹp văn hóa của nghề thể hiện qua hình dáng, chất lượng sản phẩm. Đó là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo từ đời này sang đời khác của người dân nơi đây. Để làm được chiếc dao, chiếc rựa tưởng chừng như đơn giản, nhưng ngay từ khâu đầu tiên, chọn sắt, thép đã rất quan trọng. Sắt và thép được cắt ra, đem vào lò nung, lò đốt bằng than, xong rồi đập tạo dáng, đến khâu làm mùi, mài, giác, gột, dũa, gắn chui, lắp ráng, v.v. Tiếp đến là công đoạn tôi. Đây là công đoạn bí quyết của nghề. Con dao, cái rựa sau này có bén, có tốt hay không phụ thuộc vào trình độ tôi thép của người thợ rèn. Quá trình thực hiện các thao tác như thế đòi hỏi sự công phu, kỹ lưỡng và kinh nghiệm cũng như trình độ tay nghề của người thợ. Nông quá sẽ dễ bị quang lưỡi, già quá sẽ bị mẻ hoặc rạn nứt. Đập sắt phải khỏe mạnh, mài cũng giữ một vai trò quan trọng. Đôi tai và con mắt của người thợ lâu năm trong nghề chỉ cần nhìn vào hoa lửa bắn ra hoặc nghe tiếng máy kêu cũng có thể biết được sản phẩm đã hoàn thiện hay chưa.
Hiện nay, làng rèn Hồng Lư thu hút đến gần 70% số người trong độ tuổi lao động của làng. Mỗi ngày bình quân một lò rèn ở đây làm được 20 sản phẩm. Nhờ sự hỗ trợ của búa máy, công việc cũng bớt đi sự nặng nhọc và cho ra nhiều sản phẩm hơn. Những con dao, cái rửa, kéo, thợ may, cuốc, xẻng, vân vân xuất hiện ở các khu chợ trong và ngoài thành phố Tam Kỳ. Thi thoảng, người trong làng vẫn mang các sản phẩm đi rao bán ở khắp các ngóc ngách của làng quê xứ Quảng. Tiếng búa, tiếng đe vẫn từng ngày, từng giờ giữ hơi thở cuộc sống của làng rèn Hồng Lư. Những đôi bàn tay thô kệch vẫn hàng ngày tạo ra sản phẩm thật bình dị mà không thể thiếu cho cuộc sống. Việc làm tưởng chừng như giản đơn của những con người ấy đang âm thầm giữ lại một truyền thống nghề, giữ lại một nét văn hóa tinh hoa của vùng quê bình dị.